Chào mừng bạn đến với ứng dụng Home Credit Việt Nam. Mời bạn quét mã QR code trên màn hình để tải ứng dụng Home Credit. Hiện đã có mặt trên cả hai hệ điều hành iOS và Android. Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập. Tại màn hình điện thoại sau khi mở ứng dụng, nhấn chọn Tôi đã có tài khoản để đăng nhập. Màn hình đăng nhập yêu cầu bạn nhập tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản. Nếu bạn quên mật khẩu, nhấn Quên mật khẩu. Màn hình quên mật khẩu sẽ hiện lên. Vui lòng nhập số điện thoại đã đăng ký trong hợp đồng và số hợp đồng. Nhấn Số hợp đồng là gì để xem chú thích về số hợp đồng. Số hợp đồng cần nhập là dãy số có 10 chữ số trong hợp đồng. Nếu vẫn thắc mắc, bạn có thể liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ. Điền số điện thoại và số hợp đồng. Sau đó nhấn Gửi mã OTP. Ứng dụng sẽ đưa bạn đến màn hình nhập mã xác thực. Vui lòng nhập mã OTP được gửi đến điện thoại qua tin nhắn SMS. Trong ví dụ, mã OTP là 0909. Điền vào chỗ trống và ấn Xác nhận. Sau khi xác nhận thành công, mời bạn tạo mật khẩu mới cho tài khoản của mình. Nhấn chú thích bên dưới để xem thêm về điều kiện thiết lập mật khẩu. Mật khẩu bắt buộc phải có ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ số, chữ viết, chữ hoa và chữ thường. Bạn có thể thêm các ký tự đặc biệt để tăng độ bảo mật nếu muốn. Nhập mật khẩu của bạn. Nhập lại một lần nữa để xác nhận. Nhấn chữ hiển thị để kiểm tra mình có nhập đúng hay không. Tiếp theo nhấn hoàn tất. Ứng dụng sẽ hiển thị màn hình chúc mừng bạn đã đổi mật khẩu mới thành công, kèm theo tên đăng nhập hiện tại hiển thị trong ô màu trắng. Bạn hãy dùng tên đăng nhập này và mật khẩu mới để đăng nhập ứng dụng nhé. Phần hướng dẫn đến đây là hết. Hãy like và subscribe channel Home Credit Việt Nam để theo dõi các video hướng dẫn khác nhé.